Chekyo TK1800 là dòng máy thái chuyên dụng. Máy có thể thái đa năng các loại thực phẩm có sẵn quanh ta để cung cấp thức ăn cho vật nuôi. Máy được trang bị dao thép gen ô tô sắc bén, khóa cài đuôi tôm được dùng trong cỡ cài xe tải, khung sắt gây hình trụ chắc chắn và không rung lắc khi dùng, và có CB giúp an toàn sử dụng và tiện lợi khi dùng. Máy sử dụng nguồn điện 1 pha 220V, motor 1.5 kW, tốc độ vòng quay 1450 vòng trên phút,